Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 3 năm 2021. Và lúc mà làm video này, các bạn thấy được giá Bitcoin đó là cái mức là 53.900. Chúng ta thấy được giá Bitcoin này có một cái sự điều chỉnh. Và nếu chúng ta nói tới điều chỉnh, thực ra mà nói là điều chỉnh là chúng ta điều chỉnh từ cái đỉnh cách đây chỉ có 2.000 mà thôi. Cuối tuần vừa qua nhiều bạn có nên nhớ là giá Bitcoin đã đột phá lên tới cái mức là tùy theo sàn nhưng mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của sàn Coinbase thì lên tới mức là khoảng 61.800 và chúng ta thấy được đó là giá Bitcoin điều chỉnh xuống cái mức thấp cho đến ngày hôm nay đây là cách đây khoảng chừng là 2 tiếng đồng hồ khi mà giá điều chỉnh xuống là khoảng còn có 53.000 thì các bạn thấy được là từ 61.800 xuống tới cái mức là khoảng 63.238 cái tê 2 tiếng đồng hồ thì giá Bitcoin điều chỉnh tổng cộng là khoảng 13,8% và điều chỉnh tính theo đô la đó thì các bạn thấy được rồi gần 62 mà điều chỉnh xuống còn có 53 thì điều chỉnh xuống khoảng chừng là 9.000 đô thì chúng ta thấy được tuy là cái phần trăm 13,84 này là một phần trăm đi xuống cũng rất là bình thường trong thị trường crypto của bạn thì được chúng ta thấy là Bitcoin lên xuống một ngày 10% là một chuyện không gì gọi là quá bất ngờ hết thậm chí là một ngày lên xuống 2% cũng không gì gọi là quá bất ngờ nhưng mà các bạn thấy được chỉ là bây giờ thường nghĩ là nhiều bạn lo lắng hơn tại vì các bạn thấy là phần trăm đi xuống nó không có nhiều nhưng mà chúng ta lại thấy được là cái đô la lại quá nhiều tính theo đô la các bạn thấy được là bây giờ đã giá Bitcoin đi xuống 13,8% là xuống tổng cộng là khoảng chừng là 9.000 đô la. Trong khi các bạn cũng đã thấy là trước đây đó khi mà giá Bitcoin dưới 10.000 đô thì Bitcoin cũng điều chỉnh giả sẽ là 10% đi. Thì Bitcoin điều chỉnh là 1.000 đô, 20% thì Bitcoin điều chỉnh là 2.000 đô, 30% thì Bitcoin điều chỉnh là 3.000 đô. Trong khi các bạn thấy được là bây giờ Bitcoin chỉ điều chỉnh có 13% thôi thì đã là 9.000 đô rồi. Cho nên nhiều bạn có thể là nhìn vào cái số tiền đô la điều chỉnh thì cảm thấy lo lắng nhưng mà thật ra so sánh với lại trước đây đã phần trăm này cũng không có gì gọi là quá đáng ngại nhưng mà tôi sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn một số điều mà tôi nghĩ là nhiều bạn rất muốn biết và đương nhiên chúng ta sẽ nhìn chung về thị trường crypto này cũng như là nhìn vào một số những cái chỉ số hiện bây giờ đang nói lên được những cái thông tin gì thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái thông tin mà nhiều bạn chỉ ra được mà tôi nghĩ là thông tin này thực sự mà nói cũng không có phải là lý do tại sao chúng ta thấy giá cả đi xuống mạnh như vậy thì hết cho các bạn hiểu rõ hơn thông tin mà tôi muốn nói tới đó chính là thông tin liên quan tới là Ấn Độ muốn cấm bitcoin và crypto thì chúng ta thấy được là Ấn Độ muốn cấm bitcoin và crypto đó không phải là thông tin gì gọi là quá mới hết chúng ta cũng đã biết là khi các bạn lên trên channel uh, Thuận Capital các bạn đi tìm kiếm cái từ Ấn Độ thì các bạn thấy được chúng ta có rất là nhiều những cái video như là video 708 liên quan tới Ấn Độ cấm Bitcoin giảm 4%. Các bạn thấy là cái video 952 uh, liên quan tới Ấn Độ, cái video 595 cách đây 9 tháng cũng liên quan tới Ấn Độ dự định cấm crypto triệt để các bạn thấy được là tin tức liên quan tới Ấn Độ muốn cắm crypto là một tin tức mà chúng ta cũng thường xuyên nhận được. Cho nên nếu như mà nói đây là cái thông tin tại sao mà các bạn thấy là giá cả đi xuống ngày hôm nay, tôi cũng không nghĩ đây là thông tin dẫn đến giá cả đi xuống mà liên quan tới một cái vấn đề khác. Tôi sẽ chia sẻ sau khi tôi nói về Ấn Độ. Nhưng mà nào mà ở Ấn Độ thì hãy comment bên dưới. Tại vì thật ra mà nói thông tin đó, liên quan tới Ấn Độ thì không có rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy được là nhiều khi có rất nhiều thông tin, những cái tin đồn không đáng tin cậy nhưng mà lại được nói tới rất nhiều. Thì Thông tin ngày hôm nay chúng nhận được đó là cũng tương tự như là thông tin chúng nhận được cách đây 9 tháng. Thông tin có nghĩa là Ấn Độ chuẩn bị ra lệnh cấm Bitcoin và crypto nhưng mà sự khác biệt là cái đây 9 tháng đó thì cái dự luật mà được nói tới đó là một cái dự luật rất là gắt gao. Nếu như mà các bạn đụng tới crypto nghĩa là các bạn lưu trữ hay là các bạn mua bán thì có thể là ngoại trừ là các bạn à, bị phạt tiền các bạn cũng có thể vô tù. Đây là cái thông tin mà được chia sẻ cái đây 9 tháng. Nhưng mà bây giờ đó thông tin của ngày hôm nay thì cũng nói những điều tương tự nhưng mà nói là không phải là vô tù mà chỉ là bị đóng phạt mà thôi. Nhưng như một điều mà các bạn cần phải hiểu là bây giờ đây chỉ là một cái dự luật mà thôi chứ không phải là luật và chúng ta cũng không biết là cái dự luật này có bao nhiêu thành luật hay là không. Nhưng mà bây giờ đó lại có hai bên, các bạn thấy được là lúc nào thì ở Ấn Độ trong dòng mấy năm qua đã cũng có rất là nhiều cái suy nghĩ không được tốt liên quan đến crypto. Chúng ta cũng đã nhớ là cách đây khoảng chừng là 2 năm thì chúng ta nghe nói cái thông tin liên quan tới là Ấn Độ thì em nói thường nghĩ là cách đây cũng 3 năm rồi liên quan tới là ngân hàng trung mương của Ấn Độ là không cho phép những ngân hàng phục vụ những công ty liên quan crypto có nghĩa là phục vụ những cái sàn giao dịch vân vân có nghĩa là những sàn giao dịch đó họ cũng cần phải có ngân hàng để họ có thể là để tiền vào rút tiền họ có thể là dùng tiền trả cho nhân viên vân vân nhưng mà ngân hàng trung ương đã nói là những ngân hàng không được cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những sàn giao dịch khiến cho những sàn giao dịch đương nhiên gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó những sàn giao dịch thì đã điền đơn để mà đi kiện ngân hàng trung ương của Ấn Độ và cuối cùng thì quan tòa nói là ngân hàng trung ương không có quyền lực để không phục vụ những cái sàn giao dịch crypto. Tại vì sao? Tại vì cho đến thời điểm đó, thường nhớ đây là năm 2019, cho đến thời điểm đó thì Bitcoin và crypto vẫn không phải là một vật cấm ở Ấn Độ. Và cuối cùng các bạn thấy được là ngân hàng trung của Ấn Độ cũng đã thua trong vụ kiện đó. Sau đó chúng ta lại nghe nói tới cái thông tin liên quan tới Ấn Độ muốn cấm crypto trực đẩy. Và bây giờ chúng ta lại nghe nói tới là cũng muốn cấm nhưng mà không có phải là bỏ tù gì hết chỉ là phạt tiền mà thôi. Nhưng mà thật ra mà nói chúng ta cũng đã nhớ là cái đây không có lâu, cái đây khoảng chừng là 2 tuần. Thì chúng ta cũng nói tới một cái thông tin đó chính là liên quan tới Bộ trưởng Bộ Tài chính của Ấn Độ. Thì cũng đã nói là không có ý định hoàn toàn cấm crypto và bitcoin mà cũng muốn tìm hiểu cho nên bây giờ đã thông tin này nói là dự luật này tuy là muốn cấm nhưng mà ấn độ bộ trưởng bộ tài chính nói là sẽ cho một khung thời gian một cơ hội để cho ấn độ tìm hiểu và các bạn thấy được là nói rất rõ ràng là tìm hiểu về blockchain và bitcoin thì các bạn thấy được là ấn độ bây giờ thì vẫn đang trong cái tình hình là suy nghĩ và họ cũng đã suy nghĩ trong vòng mấy năm qua rồi cho nên cái thông tin liên quan tới ấn độ lại có dự luật muốn cấm crypto muốn cắm Bitcoin không phải là một cái thông tin gọi là quá bất ngờ khiến cho nhiều người à, bán như là ngày hôm nay các bạn thấy mà thật ra tôi nghĩ là cái sự đi xuống giá này đó thì có liên quan tới một cái sự tranh cãi hiện bây giờ và cái sự tranh cãi này đó là của hai công ty của hai cái dịch vụ mà chúng ta thường hay sử dụng đó chính là dịch vụ Classno và dịch vụ liên quan CryptoCoin crypto coin. Các bạn có biết là hai dịch vụ này Classno và crypto hai dịch vụ mà chúng ta thường hay xem xét và đây là hai công ty mà cung cấp dữ liệu on chain để cho chúng ta có thể là đưa ra những cái chẩn đoán, đưa ra những cái phân tích. Nhưng mà hai công ty này đó ngày hôm qua lại có một sự tranh cãi và thực ra tranh cãi tới sáng ngày hôm nay luôn liên quan tới một cái sự kiện nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như các bạn chưa có theo dõi thuận capital trên mạng xã hội thì bạn có nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook, Twitter để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và các bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch khi mà tham gia những sàn như là các bạn có thể giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia sàn Binance hay là các bạn có thể được hưởng những cái bonus khi mà tham gia sàn Bybit, sàn LMT, FTX, sàn Binance US vân vân Và đương nhiên các bạn thấy là có sàn Coinbase Một sàn mà hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh, Úc và 27 quốc gia Chỉ là bây giờ sàn Coinbase chưa có hỗ trợ Việt Nam mà thôi Ứng ừ, dụng BlockFi, ứng dụng lên có lại mà gì bạn cũng đã biết Có bonus lên tới 250 đô Và đương nhiên một cái công cụ để quen thuộc Đối với cộng đồng capital cấp đó chính là CryptoCoin Và những người nào mà có ý thú muốn tìm hiểu thêm những thông tin này Thì hãy bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm các bạn thấy được là hồi sáng này thức gì nên thường chia sẻ một cái bài ở trên những mạng xã hội nói là good morning các bạn vừa thức thì để thấy thị trường toàn màu đỏ rất nhiều động tĩnh từ tối qua bitcoin điều chỉnh về 54.500 lúc mà thường biết cái thuyết này hồi sáng rồi hồi phục tới cái mức là 56.500 không có thông tin lớn có dấu hiệu là cái nhà đầu tư chốt lợi đưa bitcoin lên trên những sàn dẫn đến bị thanh lý và thực ra cái số lượng Bitcoin thanh lý đó Tại vì các bạn thấy là giá xuống đột ngột Thì đương nhiên những bạn nào mà đang đánh lon Thì sẽ bị thanh lý Nếu như các bạn à, Dẫn đến là cái giá đi xuống quá sâu Và các bạn đã tới mức mà bị thanh lý Thì tổng cộng cái số lượng định lon Bị thanh lý đó để thường cho các bạn thấy được là bao nhiêu Tổng cộng là gần như là hơn 1 tỷ đô la để bị thanh lý để cho các bạn thấy được là cái số lượng thanh lý thực sự là bao nhiêu thì đây là cái biểu đồ được chia sẻ bởi blog post cho bạn thấy được là tổng cộng là có 1,12 tỷ đô la định lon bị thanh lý như là định đánh lời bị thanh lý đó trong vòng 1 giờ khi mà Thường đăng bài viết này đó thì một giờ đó là cách 5 tiếng, có nghĩa là các bạn thấy là lúc mà giá Bitcoin rất nhanh về 54.000 thì đây mới là cái lý do thường nghĩ ra tại sao khiến cho giá cả xuống mạnh. Tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy những cái lệnh lon về thanh lý đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ gây ra thêm cái lực bán ở trên thị trường khiến cho giá cả càng đi xuống thêm nữa. Cho nên các bạn thấy được giá cả đi xuống nhanh tại vì có nhiều người đang sử dụng margin khiến cho bị thanh lý khiến cho là giá cả đi xuống nhanh hơn nữa và một trong những điều mà các bạn thấy là đang tranh cãi hiện bây giờ thì một bên là Willy Wu và Classno thì Willy Wu nói là có một số những thông tin được chia sẻ liên quan đến cái số lượng Bitcoin được đưa lên trên sàn Gemini đó là 18.000 Bitcoin